tùy nha. Nhưng với điều kiện khi mà vết garo chảy máu rồi á, là các anh chị cũng phải tìm cái chỗ nào chảy máu để là đặt cái phần garo lên phía trên đó 5 cm, đó, cách khoảng cách cái chỗ mà bị chảy máu nhiều là các anh chị đặt lên trên. Nhưng mà khi trước khi đặt á, là các anh chị đè lấy cái chỗ mà phía trên, tức là động mạch á, tìm đè lấy chứ không có bắt mạch được. Tại vì giờ ra chảy máu và giờ tìm mạch bắt lực rất là khó, mà chỉ có bác sĩ mới bắt được mạch thôi, chứ còn thực tế là tìm mạch rất là khó. Thì ta tìm cái chỗ đó, ta xử lý xong vết thương, ta lau chùi xong rồi, phải không? Ta đặt có một người đè tay lên trên cái phần trên đây và ta đặt vết thương. Ví dụ như tôi đặt cho như đây thì tôi đặt vết thương caro này. Đi tôi kiếm được cái dây.